Thưa quý vị, ngày này 73 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo tựa đề Dân giận. Trong đó bác nhấn mạnh việc dân giận rất quan trọng. Dân giận kém thì việc gì cũng kém, dân giận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của bác xuyên suốt những năm qua, các ngành các cấp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nỗ lực xây dựng và nhân rộng các mô hình dân giận khéo, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển của tỉnh. Đây là mô hình dân vận khéo điện năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê của ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Mô hình do chi bộ và ban điều hành ấp triển khai đầu năm nay. Thông qua nguồn vận động gần 30 triệu đồng, ấp đã lắp đặt 11 cây đèn trên 2 tuyến đường có tổng chiều dài gần 1.000 mét. Có đèn đường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn ổn định, đem lại sự an tâm cho người dân. Chúng tôi rất nhiệt tình và ủng hộ cùng với bên ban ấp để thực hiện những cái đèn này để cho nó có cái đèn sáng để cho người dân xung quanh được hưởng thụ được có cái nguồn điện sáng. Trong công tác tình hình an ninh trật tự đã cũng tạo được là sáng sủa trong đêm, và trong nhà bà con người ta cũng chồm ra thấy những cái người quen và người lạ ta kịp thời ta báo cáo cho cơ quan chức năng thẩm quyền ta biết là những phát hiện kịp thời những người lạ và tránh những tình trạng là trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Hiện tại trên địa bàn huyện Long Điền có 70 mô hình, 8 điển hình dân vận khéo đang triển khai. Các mô hình điển hình này đa dạng về nội dung, hình thức, đặc biệt là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế, cơ quan, đơn vị địa phương, nên nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan. Chúng ta không đặt cái hình thức, số lượng mà chúng ta đặt chất lượng. Chúng ta mạnh dạn loại bỏ những cái mô hình là không hiệu quả. Chúng ta xây dựng những cái mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng cao. Trong số các mô hình dân vận khéo, mô hình vận động giải phóng mặt bằng được nhiều địa phương đơn vị đẩy mạnh. Theo phương châm bám sát địa bàn, khéo trong vận động, linh hoạt trong cách làm. Tại thành phố Vũng Tàu, chỉ trong 9 tháng của năm nay, anh Nguyễn Anh Đức, trưởng phòng giải phóng mặt bằng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 1, cùng các thành viên trong tổ vận động đã thuyết phục được 187 hộ gia đình cá nhân bàn giao mặt bằng liên quan đến 6 dự án trọng điểm của thành phố. Thì tôi thấy anh Đức là một người mà rất là nhiệt tình, cũng như là tư vấn cho người dân một cách là rất đúng quy định của pháp luật, cũng như là những cái điều gì mà nằm trong phạm vi pháp luật thì anh Đức đều tư vấn cho người dân để mà người dân có cái như thế là hiểu được quyền lợi của mình được gì. Mình phải làm việc với tất cả các đơn vị về để thực hiện giải quyết tất cả các kiến nghị của người dân đó, thì mình mới tạo được sự đồng thuận. Thành phố Vũng Tàu đang triển khai 396 mô hình, 10 điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Qua khảo sát, có hơn 250 mô hình điển hình tạo hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Ban dân vận tiếp tục có một cái hướng dẫn chi tiết và cầm tay chỉ việc cho các đơn vị, nhất là các đơn vị chính quyền, làm sao cho cái phong trào dân vận khéo của thành phố Vũng Tàu chúng ta là ngày càng phát triển sôi động và đạt chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Năm 2022, toàn tỉnh có 2.916 mô hình điển hình dân vận khéo được đăng ký thực hiện, tăng 845 mô hình điển hình so với năm 2021. Các mô hình điển hình đều hướng về cơ sở, tập trung giải quyết các mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tháo gỡ các điểm nghẽn trong công việc của các cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.